Vô đi em ơi. Chào em. Ủa? Dạ em xin lỗi, em tưởng trợ lý em. À, không sao, em được khách sáo. Có chuyện này anh muốn bàn với em nè. Dạ, có gì anh nói em nghe đi. Ờ, à, tại vì á, Vi đang có thai mà dạo này sức khỏe yếu quá, cho nên là anh muốn cần thời gian chăm sóc cho hai mẹ con của Vi. Mà cái chi nhánh ngoài Hà Nội đó 2 tháng nữa đi vào hoạt động rồi, cho nên anh muốn em giúp anh ra ngoài đó 6 tháng để mình sắp xếp mọi thứ cho nó vào quy củ, rồi sau đó anh sẽ bay ra ngoài đó sau. Dạ chuyện này... Nè, ráng giúp anh nha, em thu xếp công việc nhà nha. Vậy nha, anh cảm ơn. Phải xuống bếp nấu đồ ăn cho ba với con nữa, cho nên là không sao ha. Mặn thì mình ăn nhiều cơm vô, không thôi là chan canh vô ha. Ba chan canh cho con là nó hết mặn nè. Thôi, hai cho con bỏ đi. Em order bún thịt nướng vậy ăn nha. Ăn bún thịt nướng nha con. Thôi, cần gì. Ngồi thông cảm đi, mẹ lu bu á. Mẹ ngồi mẹ suy nghĩ cái gì, cái bỏ nước mắm nhiều quá, ăn như muối vậy rồi. Thôi không sao đâu, phải cho con ăn những cái bữa ăn dở vậy nè, con nó mới có phép so sánh với những bữa ăn ngon chứ em. Có gì mà khéo dữ vậy trời. Thôi ăn đi con, cái chan canh vừa nó hết thôi, mặn. Thôi anh ơi, con tội nghiệp, nó ăn mặn vậy nó ăn sao nổi. Hay à, mẹ chiên cho bé My cái trứng nha. Dạ thôi mẹ cực lắm mà ngồi con ăn trứng mặn xíu cũng đâu có sao đâu. Hay là mẹ chỉ con cách nấu ăn đi, mai mốt có lỡ mà ba mẹ có về trễ á, con nấu ăn cho ba mẹ ăn nha. Trời ơi, con gái tôi đó trời. Thương quá à, ai dạy mà nói chuyện như trong nhà tôi có bà cụ 60 tuổi vậy trời. Thôi vậy à, em chiên cho con thêm cái trứng mới đi. Còn cái này là anh với em ăn mặn xíu không sao, khó uổng lắm, bây giờ tiết kiệm là trên hết. My còn nhỏ, không có làm gì hết trơn á, có gì để ba mẹ làm cho con, biết chưa? Dạ. Nè con, hả? Thông cảm cho mẹ đi, tại vì mấy nay công việc nhiều quá nên mẹ không có tập trung. Xin lỗi với My nha. Dạ. Mẹ, mấy bữa nay con thấy mẹ không vui á, hay là con không ngoan hay gì vậy? Không, bé My ngoan lắm. Bé My ngày nào cũng học giỏi, bé My đi học về bé My ngoan nghe lời mẹ. Đâu có gì đâu không ngoan. Tại mẹ công việc công ty nhiều quá, khi mẹ bị phân tâm. Bữa sau mẹ hết phân tâm mẹ nấu ngon cho My ăn nha. Dạ. Thôi, giờ cả nhà mình ăn cơm đi nha. Ăn đi con. Hôm nay phải mang việc về nhà làm á anh? Xíu nữa xong rồi. Tại vì mới công ty mới thành lập cho nên là nhiều khâu mình phải theo dõi sát sao. Với lại anh kiêm nhiều việc để bớt tiền lương cho nhân viên lại. Ủa nhưng mà mấy cái này kiểm kê rồi, sổ sách thì anh cũng phải tự làm hả? Gì chứ, dính líu tới tiền bạc là anh phải kiểm tra nó cho nó chính xác chứ. Cho nó khớp với chi phí sản xuất nè, lỡ có gì là chết á. Làm anh vậy mệt không? Không sao. Ủa mà sao tự nhiên hỏi anh vậy? Anh có muốn em làm phụ anh không? Thôi được rồi, em cũng có công việc của em mà. Em cũng đủ vất vả rồi, mấy cái này để anh tự giải quyết được. Mà tại vì em thấy hai đứa mình ai cũng có công việc hết, mà em thấy bé My em tội nghiệp quá. Gia đình mình khó khăn xíu, nhưng mà không sao,
em cũng đừng áp lực về cái chuyện bữa ăn quá. Gia đình mình có rau rau, có cháo ăn cháo, anh cứ nấu nướng trong nhà ăn thôi chứ đừng ăn ngoài, nó mất an toàn vệ sinh nữa ha. Tiết kiệm xíu. Cảm ơn chồng. Kiều khiệu vậy đó. Làm việc nhiều quá mình không có thời gian dành cho nhau. Dạ máy đi ngủ nha. Cái này kiểm sao? Giờ có thứ quan trọng cần kiểm kê. Vanessa Kadra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Đây, đây là hồ sơ của công ty Đạt Lan, anh coi qua nha. Để đây đi, chút xíu nữa anh sẽ coi sau. Em suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa? Em có suy nghĩ rồi. Vẫn đang suy nghĩ thôi. Anh định là sẽ tăng 30% lương trách nhiệm cho em. Em thấy sao? Mẹ, mẹ cực lắm mà ngồi con ăn trứng mặn xíu cũng đâu có sao đâu. Hay là mẹ chỉ con cách nấu ăn đi. Mai mốt có lỡ mà ba mẹ có về trễ á, con nấu ăn cho ba mẹ ăn nha. Gia đình mình khó khăn xíu, nhưng mà không sao. Em cũng đừng áp lực về cái chuyện bữa ăn quá. Gia đình mình có rau rau, có cháo ăn cháo, nó cứ nấu nướng trong nhà ăn thôi chứ đừng ăn ngoài, nó mất an toàn vệ sinh nữa ha. Thật ra em có suy nghĩ á, em thấy 30% cũng là một số tiền nhiều, nhưng mà em còn phải có trách nhiệm gia đình nữa. Con em còn nhỏ, rồi chồng em một mình cũng không chăm sóc được. Em xin phép anh là cho em được training những người bạn đó từ xa. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc đó. Em xin phép từ chối. Cảm ơn anh. Đúng rồi, chị cũng phải cố gắng ép anh nhà như vậy. Mình cùng cố gắng vì gia đình của mình mà. Cảm ơn anh nha. Cũng nhờ anh mà tôi nghĩ rất là thông luôn đó. Mặc dù tôi rất là tin tưởng Liễu, nhưng mà ông Trình nhà tôi thì tôi không thể nào tin được. Dạ, em biết mà. Nhưng mà mình cùng cố gắng vì hạnh phúc gia đình của mình. Ráng kéo anh về ha. Ừ, nhất trí. Anh à, bữa nay tôi phát hiện ra là anh nói chuyện với chị Vi làm cho chị ép tôi ra công tác ở ngoài Hà Nội đúng không? Chị vừa lòng anh đúng không? Không có, lặt rau à. Mẹ về rồi. Ôi Vi. Mày. Mẹ đói chưa? Mẹ đói rồi. Ba nói là nguyên một tuần nay mẹ cực rồi. Nên hôm nay ba đi về sớm. Ba nấu món bún bò mà ba học trên YouTube á. Dữ gì ta? Đúng rồi, trời ơi, con gái của ba giỏi quá à. Bây giờ con ráng nói với mẹ cho mẹ đừng có giận ba nha không. Ngay bây giờ nhà mình rất cần tiếng cười của mẹ luôn á. Mẹ ơi, sao mẹ nổi giận vậy? Không, mẹ có giận gì đâu ta. Ba, vậy là ba phải gắng nấu nhiều món ngon cho mẹ ăn nha. Tại vì á, mẹ ăn no mà ngon á là mẹ sẽ cười cả ngày luôn á. Vậy hả? Vậy là ba sẽ nấu thiệt là ngon, thiệt là nhiều luôn. Rồi, bây giờ con phụ ba nha. Dạ. Đặt dao đi nè. Lẹ lắm, coi chừng tôi. Bún bò ngon dữ lắm. Em phụ mi nha. Dạ. Con đi chơi với ba nha. Rồi á, tối con về ngủ với ba. Mẹ đi lên công ty làm nha. Nhưng mà con nhớ mẹ lắm. Thôi mà Hoài, đừng có nhõng nhẽo với mẹ nữa. Hôm nay á, con muốn đi đâu chơi thì ba sẽ dẫn con đi chơi. Vậy chơi trò chơi điện tử ba chịu không?
lại là trò chơi điện tử, không có được. Đó, con biết ngay mà, ba khác với chú Hoàng luôn. Chú Hoàng nào? Không có nói nữa. Con mà nói nữa là mẹ cho con ở nhà một mình á. Mẹ đi làm từ sáng tới chiều luôn, chịu không? Con không nói nữa, mà con nói thì chú Hoàng dễ thương. Chú Hoàng là sếp của mẹ đó. Mấy ngày thứ bảy con lên công ty, chú Hoàng đề cho con đi chơi điện tử, ăn pizza thoải mái. Ăn pizza nữa. Ngoan nha, con đi với ba nha. Bây giờ mẹ lên công ty làm. Nếu mà tối con không muốn ngủ lại á, anh gọi em qua đón nó sớm nha. Em đi à. Nha, nói cho rõ đi, thằng Hoàng là thằng nào? Anh nói chuyện cho cẩn trọng một chút. Người ta lớn anh tới 4 tuổi đó. Người ta là sếp của em. Ý cô nói là sao? Cẩn trọng là sao? Ý là tôi nói tôi á hả? Ý em á là anh nên tôn trọng người khác đi. Dù gì người ta cũng là sếp của em. Như là em nói thiệt, anh đừng hù em. Em hết sợ rồi. Nguyệt! Nguyệt! Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Cái muốn ăn không ta? Nè. Thôi con ăn đâu, ngán lắm. Ủa sao vậy? Ủa cái này mà ngán hả? Bộ con không thích ăn gà hả? Ờ rồi, xong luôn. Đồ ăn bị ế luôn. Thôi không sao, bé Hoài của ba nè, con gái cưng của ba nè. Nói cho ba nghe đi, chú Hoàng á là người như thế nào? Và chú Hoàng có tốt bụng không? Mẹ của con có thân thiết hay là vui vẻ với chú Hoàng không? Con gái, nói cho ba nghe đi. Chú Hoàng cao lắm, vừa đẹp trai nữa, rất ga lăng với nhiều phụ nữ. Ga lăng với nhiều phụ nữ hả? Vậy chú Hoàng có đưa con với mẹ con đi đâu nữa không? Chú Hoàng thường đưa mẹ và con đi ăn trưa. Vậy hả? Thôi bây giờ nè, con gái ngoan của ba gọi điện thoại cho mẹ, kêu mẹ về gấp, nói con bị đau bụng. Hiểu không? Con hay bị đau bụng á. Nói mẹ con về đi, con đang bị đau bụng quá, bị đau bụng quá. Chị vậy ba, con có bị sao đâu. Trời ơi, ba nói á, con gọi đi, con gọi đi. Ý kiến hoài à, nó đau bụng hay là không đau bụng có sao đâu. Giờ gọi cho mẹ con, miễn sao mẹ con về đây với ba với con là được rồi, hiểu không? Bộ ba vẫn còn không hiểu như trước hả? Mẹ nói rồi, ba không hiểu cho nên mẹ bỏ nhà đi, không ở cùng với ba. Giờ thì ba vẫn còn vậy nữa, con nghỉ chơi ba luôn. Trời ơi, nghỉ chơi với ba luôn hả? Thôi mà, con gái ngoan của ba đừng có giận ba nữa. Bây giờ á, con chỉ việc á là nhấn vô đây nè, nói alo, mẹ hả, về đây đi, con muốn gặp mẹ, con đau bụng quá. Vậy là ba muốn con về nhà ở với mẹ đúng không? Con ghét ba. Hoài! Hoài! Đổ bụng quá đây nè. Trời nóng quá em. Trời nóng quá mình ơi, em mệt. Thôi em sẽ kêu gì mát mát cho uống nha. Ủa? Mày là thằng nào? Hả? Mày là thằng nào? Ban ngày ban mặt mày ôm vợ người khác này vậy là sao? Hả? Ủa vậy em? Em có quen với anh chàng này hả? Em không biết ông này là ai chứ. Trời ơi, ông này bị tâm thần rồi, em sợ quá mình. Cô im! Trời. Cô ngồi xuống. Ngồi xuống. Nè, ông là ai vậy? Ba, ba. Ba con. Mở bếp thấy nhiều con ba. Đây, để ba. Đây mới là ba của con. Ủa, gì vậy? Sao? Hoài. Hoài. Ôi. Sao vậy con? Ông này đâu phải là ba của con đâu. Ba mới là ba của con mà. Ba này mới là ba của con, ba mua cho con nhiều đồ chơi lắm. Hoài! Hoài! Con! Con! Không lẽ mình nằm mơ sao?
Nguyệt ơi là Nguyệt, cô gan lắm, cô quá lắm rồi. Cô dám để con và tôi phải chờ cô hả? Anh chờ ai vậy? Ai mà chờ cô? Bé Hoài vậy chưa? Bộ cô còn nhớ đến con cô. Con có biết bé Hoài chờ cô nguyên đêm không? Đến bây giờ nó mới ngủ á. Bé Hoài chờ hay anh chờ? Cô đừng có suy nghĩ chuyện cho. Nghĩ sao tôi chờ cô? Em biết thừa cái tính của anh quá rồi. Em sống với anh 8 năm rồi còn gì nữa. Nè, ghế salon còn nóng nè. Không phải là anh ngủ quên trên ghế salon chờ em từ tối qua tới giờ hả? Đã vậy còn bắt con gọi em nữa. À, thì... Mà ông Hoàng kia là... Mẹ ơi mẹ! Ôi! Thương quá à, hôm qua con ngủ có ngon không? Con có nhớ mẹ không? Vậy thì đi thay đồ nha. Mẹ chuẩn bị đồ với cặp sách cho con hết rồi. Con có đói bụng không? Dạ, con muốn ăn phở, nước béo. Ừ, vậy mẹ dẫn con đi nha. Ủa, mẹ bị làm sao rồi ba? À, chắc mẹ con không có sao đâu. Nguyệt ơi là Nguyệt, em hay lắm ha. Bây giờ em nhậu nguyên đêm, sáng ra em không ăn sáng. Để bây giờ ói đúng không? Tôi đi guốc trong bụng của em. Sao kỳ vậy ta? Đêm qua mình đâu có ăn gì đâu. Vanessa Kadra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Ngon không? Sao con thấy mẹ làm gì hoài mẹ? Sao mẹ không ăn? Xíu nữa mẹ làm xong cho mẹ ăn sao? Nha, con ăn đi. Mẹ, sao con thấy mẹ nhổn ói hoài vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Để có gì á, chiều mẹ đi khám nha. Anh tặng em. Thật ra thì tại anh tiết kiệm nên chỉ mua một bông hồng thôi. Anh muốn em suy nghĩ lại về chuyện của anh và em, để anh và em có thể trở thành một đôi như trước được hay không? Anh thấy là con của mình đó, cứ đi đi về về cái nhà mình giống như cái khách sạn vậy đó, còn ăn uống ngoài đường vậy nè. Anh thấy em càng ngày càng xanh xao nữa, anh nhìn anh không có nở. Mày ơi, có phải là con thấy khó ngủ khi mà không có mẹ và ba bên cạnh đúng không? Đó, em có thấy không? Ủa, Nguyệt, Nguyệt Hoài, mẹ của con bị lâu chưa? Dạ, mẹ nói là từ sáng đến giờ. Bị từ sáng đến giờ rồi hả? Để chiều nay ba sẽ đưa mẹ con đi khám bệnh. Hoài, ba bận lắm, ba không có rảnh đâu. Để mẹ tự đi khám được rồi. Như vậy làm sao được? Anh nghĩ là 3 tháng qua em không chịu ăn uống điều độ cho nên mới bị đau bao tử lại đúng không? Để chiều nay anh đưa em đi bệnh viện nha. Với lại anh cũng muốn mời hai mẹ con một bữa thịnh soạn. Nè, mẹ con sẽ đồng ý đúng không? Tại vì lâu rồi gia đình mình không có được đi ăn cùng với nhau. Chắc là mẹ con sẽ đồng ý đó. Yeah, yeah, yeah. Bác
coi trời. Cái gì mà gấp dữ thần ôn vậy? Trời, trời ơi, háo hại luôn á. Trời ơi, 3 tháng rồi. Chứ làm sao? Bình thường ở trong xóm, bước xuống cửa mở ra là gặp nhau rồi. Vợ ha bà chuyển chỗ khác, muốn gặp ha đâu phải dễ. Rồi mỗi người một công việc nữa chứ. Đúng rồi, mấy nay lu bu quá, chuẩn bị bỏ công ty cũ về công ty của anh Tú làm, nên hả sắp xếp công việc thời gian quá trời lu bu, quá trời lu bu. Không có thời gian, 3 tháng nay rồi. Mà gặp vui rồi chị. Ờ, vui rồi, vui. Gì vậy, cái gì lắc lắc? Không phải nói vụ cà phê. Cái vụ gì? Em có thai 3 tháng rồi, 12 tuần rồi. Là lúc mà em lục đục với Luân á. Ê, đừng. 12 tuần, khoan, từ từ, trời 12 tuần. Cái gì mà con gái gì mà hư vậy? 12 tuần mà giờ mới biết. Ủa chị làm hư quá vậy? Trời ơi, phụ nữ làm bạn người ta 1 tháng, 2 tháng người ta biết rồi. Hả? Là nguyên cái quán này với em có bầu luôn. Ủa 12 tuần 3 tháng chứ giỏi gì. Mà, ủa mà gì vậy? Nhưng mà bây giờ tình trạng vậy, rồi tính sao? Không biết tính sao, sáng giờ không làm được gì chưa. Suy nghĩ tùm lum chưa. Trời ơi, nói thiệt luôn á. Sớm không đến, trễ hút rồi mới phát hiện ra. Bây giờ nói thiệt nha, cái chuyện này á, quyết định mọi sự việc á, là ở bà hết đó. Đúng. Suy nghĩ đi. Ủa, vậy khi em kêu hai người tới đây với em làm gì? Nghe, chia sẻ. Ừ. Còn giải quyết là bản thân mình chứ, vợ tôi có lấy chồng giùm được. Đúng rồi, con mình mà giải quyết đi chứ. Ủa? Em nè, ăn trái cây đi. Lúc này hả, da mặt rồi ôi nóng nảy rồi, mụn nổi quá trời nè, thấy chưa? Anh nói em mới để ý luôn á. Ừ. Bởi vậy nói thiệt luôn á, người á ăn không hết, trẻ hả lần không ra. Trời ơi, mụn nổi mà làm như ăn được gì đỡ mà ganh tị không hết chứ không ra. Trời ơi, em có phải nói em đâu. Dạ. Ý là anh nói á là mong muốn có con, ý là muốn có một đứa nữa. Mà thiệt á, trời quảng thấy gì hết. Nghe anh nè, cái chuyện đó không có gấp được. Con cái á, là duyên trời cho, đâu phải mình muốn là mình mới có được đâu. Bởi vậy, cái gì nó cũng phải có duyên, có nợ hết trơn á. Giống như con Nguyệt đó, nó mắc nợ ông Quân dữ quá nên vợ mới dính bầu kiểu vậy. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Để em, chị để em. Ôi, ngồi đi. Vô đi, em có buồn đây đâu. Thiệt luôn á, không tin luôn á chị. Bầu bì gì đâu mà toàn ăn chay không. Nói thiệt nha, mốt con mà mình sinh ra chắc chắn thành chú tiểu luôn á. Tốt khi cuối cùng chết rồi. Chào chưa? Dạ rồi chị nè. À, cưng không? Ủa? Chị dừng mấy cái này. Sao? Bậy đó, nói là ngán thịt, ngán cá, giờ bậy rau ra cho ăn nè. Rồi đừng nói ngán này luôn nha, rồi ăn cái gì trời? Không phải, ý em là nhìn quen. Cái gì quen? Rau thì cộng nào cũng như cộng nào thôi. Ngon, nè, ăn đi. Nè chị, ăn đi, em đói bụng quá. Trời, quên nữa chị. Chị có nghe vụ anh Quân chưa? À, cái vụ mà công ty xin lời được 500 triệu đúng không? Trời ơi, hôm qua chồng em nè về nói với em vô một khúc luôn. Nãy công ty chia làm 4, ông Quân là ít nhất đó. Cái ông vậy luôn á chị. Tính ra ông Quân giỏi quá trời, làm không chứ ai. Công nhận giỏi thiệt á. Mà tính ra hả, tiền vậy là cũng quá trời. Coi như giờ là cũng ổn định rồi chị ha. Nhưng mà những cái này bị đầu quá. Thôi thì chịu thôi. Vĩnh kể nghe chưa? Anh Vĩnh có nói với em là cái gì? Cái con nhỏ mà ở gì đó, bạn
bạn gì mà ở trong công ty đó trời. Cái quán thì đó, cái miệng của nó nha, bô 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 nào cũng nói không bao giờ lấy chồng hết, nếu có quen cũng quen chơi quen chơi. Vậy nha mà nghe lúc hả ông Quân vừa mới ly dị vợ cái bám ông Quân như Sam luôn. Không biết tối ngày hả bình thường kế toán là hay đi du lịch, nhỏ nó không bao giờ đi du lịch luôn chị. Ở công ty hoài luôn. Con đẹp trai quá thì đó. Vậy ý Quân sao chị? Trời ơi, ông Quân vậy thì chịu. Biểu môi liền chê liền chê liền. Chị ổng khó tính. Khó lắm. Sao quan tâm mình còn quan tâm? Có đâu. Cái gì cũng nói thiệt luôn á, như hồi xưa ông Trình á. Sao chị? Sếp Trình á theo dõi chị á, cái á đeo đuổi chị rồi hả cứ hả đi theo chị riết bị rung rinh vậy. Rung rinh thiệt. Thì ủa chị xúc động á, là giờ chị thừa nhận thôi phải không? Mẹ chị đâu có giấu, chị thừa nhận mà. Tại vì biết sao, tại vì chị có con bận bịu chuyện gia đình, cái mình gánh nặng chồng con nên mình có suy nghĩ lại dừng lại đúng lúc chứ không thôi đi luôn rồi. Chứ chỉ coi ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng tiếp xúc, rồi ví dụ như cảm đàn không có người thân bên cạnh cái người ta đưa tiền nước, đưa đồ ăn, rồi hay là chăm sóc rồi này nọ tự nhiên. Trời ơi, thấy rung động con người với mày gỗ đá đâu hả? Đúng rồi. Bởi vì người ta nói á, biết cự ly, nhìn mức độ. Tính ra lúc đầu em cũng nghĩ chị hư hỏng lắm á, nhưng mà không ngờ nha, chị liệu cũng là một người phụ nữ chính chuyên. Nhưng mà đàn ông vậy coi chị khó lắm á nha chị nha. Đàn ông khó lắm. Đúng rồi, đi đâu có vướng bận vợ con gì đâu. Thì đó, cho nên á hai người lựa lời mà nói với anh Quân giùm em, kêu anh Tú với anh Vĩnh khuyên ảnh. Tại á anh Quân anh hay ra ảnh sẹt lắm, nhiều khi á tiền mất tật mang. Ủa, là có quan tâm không? Thì ý là không quan tâm. Nhưng dù gì á, giờ ảnh cũng là cha của hai đứa nhỏ rồi, thì anh ta trưởng thành hơn chứ. Ủa, có mình nhỏ trong bụng. Ừ, có bé Hoài à, đứa này chưa biết, chưa công bố đâu tính được. Thì em Như không tính đi. Nói gì thì nói, mình cũng suy nghĩ lại chứ thấy vậy thì cũng hơi cực. Mẹ mẹ đơn thân coi cũng cực. Ủa, bây giờ ví dụ nha, hồi xưa đó hả, trời ơi chị giúp Tú sáng như vậy. Ủa sao thì kinh tế gia đình xuống đó, ổng thất nghiệp nó sáng như vậy, cái lộn tiền bạc, cái lộn sáng như vậy, cái lộn trưa, cái lộn tối, cái lộn nói chuyện nhau xa xả không có như vợ chồng đâu. Xé lộn xé đánh lộn luôn. Mà biết sao sau này cái ông có công việc ổn định lại, hai vợ chồng mới bắt đầu bình thường lại, kinh tế gia đình ổn định tự nhiên cái hết. Giờ thấy ông Quân cũng kinh tế cũng ổn rồi chứ thì coi chừng có suy nghĩ lại. Với lại anh Quân á, coi vậy á mà cũng chịu khó, tính ra là cũng hơn ông Vĩnh nhà em luôn đó. Hơn cái gì nữa, nhà này Quân là nhất. Tính ra vậy là cũng là nhất rồi. Chứ bây giờ mà hả, anh Quân nhất vậy á mà không có kề vai mà để con nhỏ đó vô, lẽ nó làm bà nhất nữa. Tính là con đó số hưởng. Trời, nó gặp ông Quân ngay cái thời điểm mà ông Quân ok nhất. Đúng rồi, không lẽ tự nhiên giờ người khác nhảy vô làm bà Quân. Trời ơi, đâu có được chị. Trời, ăn chay mà tâm không tịnh được luôn á thiệt. Ăn đi, mốt nè, trời ơi, mốt chú Tiểu ra đời nha. Ê, còn nữa còn món ngon á. Món gì? Lẩu. Đúng rồi, lẩu nắm chai, trời quên quên, để em lấy cho, em lấy cho. Ghê. Ai để phụ cho, nóng lắm. Phải xin lại, thì sự luôn á, không vậy chứ. Ông cũng đàng hoàng lắm, giờ bỏ tự nhiên là mẹ đơn thân khó lắm. Trời ơi, chủ kinh tế nuôi người ta cái lớn mà mình phải đặt nuôi con mình. Phụ cho. Chị ơi, em không có thấy cái lẩu đâu hết chị ơi. Suy nghĩ lại đi. Anh biết đó, em còn thương anh lắm. Nhưng mà mình phải nghĩ cho con nữa. Đứa bé đâu có tội đâu. Em tin mọi người, em bất kể mọi người nè. Mọi người đối xử với em vậy á. Tại anh buồn mà anh năn nỉ quá nên mới lỡ rồi mà. Nguyệt. Chạy theo, Nguyệt ơi. Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt, con có sao không vậy Tô Ánh Nguyệt? Hả? Cái sao vậy con à? Bớ người ta, Tô Ánh Nguyệt có chuyện rồi. Con có sao không? Tô Ánh Nguyệt. Kiểu sao vậy Nguyệt? Nói nghe nè, cái câu này tôi hỏi rồi, hỏi câu mới giùm đi. Nguyệt, em ổn không Nguyệt? Sao vậy? Rồi anh biết rồi, để đưa đi bệnh viện nha. Nè, ở đây đi, tôi lấy xe máy tôi chở đi cho lẹ. Đừng có rối rắm căng thẳng như vậy. Đưa Tô Ánh Nguyệt đi bệnh viện phải là tôi. Bác đi vô bệnh viện là rối thêm đó. Đưa má về hả? Vậy ẩm má đi. Bị bác. Giấm má mới đẹp. Không, bác ơi, bây giờ là vợ của con á. Con, để con lo được rồi. Tú cho tôi có dây để mình chuyện. Đi. Khoan, nhưng mà vợ ông bị cái gì? Con. Em đau bao tử. Hả? Đau bao tử. Ủa, chứ không phải là con hả? Không, nãy ăn ít quá. Trời ơi. Đưa má về đi. Trời ơi, má tự về đi, nó có bị gì đâu. Cái con chí liệu. Sao vậy? Thả em xuống coi. Thôi, anh không thả đâu. Khi nào em về á, sống với anh á, để anh lo cho ba mẹ con em. Thì anh mới thả xuống. Thôi anh giữ gì luôn. Vậy á, anh ẩm tới lúc sinh con luôn đi. Cậu thấy chưa? Hả? Người ta ẩm vợ người ta kìa. Thì đúng rồi. Nó ẩm kìa. Thì nó ẩm đúng rồi. Ẩm kìa. Trời ơi, em có đau bao tử, em có bầu đâu mà ẩm. Thì ẩm đi, thì muốn có bầu thì có. Anh ẩm đi. Cái trò gì mà thiên ghê. Có mình một tuổi rồi mà này. Em không ẩm cho em cậu. Thôi đi. Cứ gọi như vậy nè. Coi đứa nào đi trước nè. Đi về. Nhìn mấy đứa nhỏ ẩm nhau, có đôi có cặp là tôi hiểu rồi ha. Sang năm tôi ẩm cháu.